xả máy bao đó. Quá nắng rồi, sao sớm anh bộ xạ chở nó gì mới xuống đây hay gì? Hàng gì? Giấc này nó hơi nắng hét nè. Chắc chiều mưa quá. Trộn vitamin chứ không trộn nó cũng chịu không nổi đâu. Miếng này nè, cao. Hả? Ít ít thôi nha anh, đã nhiều quá là nó nhẹp luôn á. Anh đi thấy lúng mà anh. Thấy nổi hàng mình thì sợ phan thấy lúng à. Ba bọc 3 kg. Học đi bê đã với tài. Này chắc trộn 2 vòng nữa ta. Vòng nó sợ không đều. Nó bên đây nó dB nhiều, bên kia nó ít. Chạy ngày 1 triệu 1 triệu mấy ngày đi đó. Chạy nó chạy rồi nó chắc mít luôn nha. Chưa đi mướn gì.
Cái này chắc trộn vòng nó xúc vô. Này nhiều lắm. Cái gì còn nhiều quá ta.